Xin chào cả nhà một ngày mới. Cả nhà ơi, hôm nay mình mời cả nhà cùng đến với khu vườn của mình. Mình sẽ bẻ một cái lá. Cái lá này là mình hay nói là cái lá mẹp hở cả nhà. Tiếng Việt thì mình cũng chưa có biết là nó kêu bằng cái gì nữa. Khi nào ai biết, có ai biết thì comment giúp mình với nha. Mình rất là cảm ơn. Tại vì ở đây người ta kêu là mẹp hự á cả nhà, cho nên mình cũng không biết kêu Việt Nam bằng gì nha, xin lỗi cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng với mình đi hái cái lá mẹp hự này ở ngay khu vườn của mình, xuống mình sẽ sạch. Đây cả nhà ơi. Đây thì là cái gỗ dao của mình á, bông quá trời luôn. Nhắc bỏ ăn bớt đi. Mình nhấc vậy là nó ra lại nhiều lắm. Nó đâm cực như cái quế vậy. Cái dưa gan này nó cũng già rồi, mình hái nó luôn cả nhà. Đây. Đây. Được một trái dưa gan nữa. Ở đây thì mình trồng có mấy cây sả nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ cắt nó một mớ sả nữa nha cả nhà. Bây giờ mình dây qua mình bẻ mớ đọt lan luôn cả nhà ơi. Sẵn mình xào gà ăn đó, mớ đọt lan mình bẻ xuống mình luộc mình chấm luôn nha cả nhà. Đọt lan ngon quá trời luôn nè. Ngon eo à. Đầu cay nha cả nhà. Đây mình lấy cái trái dưa gan này nó cũng già rồi, mình bẻ nó luôn. Còn đây là cái mớ mẹp hự. Mẹp hự mình xào chung với lại gà nha cả nhà. Còn đây là vài lá sả. Lá sả. Xin mời cả nhà cùng dưới gia đình mình nha. Xin cả nhà. Thì đây mình có một con gà nha cả nhà. Dưới đây là một hộp cánh gà. Được một hộp cánh, được ba cái cánh. Thì bây giờ mình sẽ rã đi nữa. Mình sẽ bỏ vô đây một miếng gừng, một miếng muối, đâm cặp gà nè. Thành phần xào gà của mình hôm nay thì có đây là mẻ nè, mình lọt xong rồi nè, và cái ớt, và đây là lá sả mình cũng nè, và đây là lá chanh, có sả, ớt, chanh nè, với nghệ, và đây là đường thốt nốt. Vậy thì mình bây giờ bắt đầu xào gà thế này.
Cơm với gia đình mình. Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Siêu Hiền Vlog. Mong các bạn ủng hộ, đăng ký kênh với lại nhấn chuông thông báo giùm mình. Mình rất là cảm ơn ủng hộ mình với cả nhà ơi. Xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình cả nhà ơi. Rau lan mình cũng đã luộc chín xong rồi nè. Xanh mướt không cả nhà? Rau lan nhà trồng nghe cả nhà, mình đã luộc xong rồi. Còn bên này là gà xào lá nhạc. Xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình cả nhà ơi. Chúc cả nhà có một bữa cơm bên gia đình thật là ngon miệng nghe cả nhà.